Xin chào quý vị và các bạn, như vậy là Mazda CX-8 đã có giá bán chính thức tại thị trường Việt Nam với giá bán khởi điểm từ 1,149 tỷ đồng. Cụ thể thì Mazda CX-8 sẽ được Thaco lắp ráp và phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản Premium, Luxury và Deluxe. Phiên bản Premium có hai tùy chọn 1 cầu và 2 cầu. Giá bán của phiên bản Deluxe là 1,149 tỷ đồng. Phiên bản Luxury là 1,199 tỷ đồng. Phiên bản Premium 1 cầu là 1,349 tỷ đồng. Và cuối cùng là bản cao cấp nhất Premium 2 cầu. Giá bán 1,399 tỷ đồng. Giá bán này chỉ áp dụng cho những khách hàng đầu tiên ký hợp đồng mua xe. Hai phiên bản cao Premium và Luxury sẽ giao xe từ ngày 23 tháng 6 năm 2019. Trong khi đó thì riêng với bản Deluxe với mức giá cạnh tranh nhất thì sẽ nhận đơn đặt hàng vào khoảng cuối năm nay. Thiết kế ngoại thất của CX-8 đậm dấu ấn ngôn ngữ Kodo, đề cao sự đơn giản. Ngoài vào nội thất như bản sao của CX-5, Mazda CX-8 dài 4.900mm, rộng 1.840mm, cao 1.730mm, cùng chiều dài cơ sở là 2.930mm. Những thông số này tương đương với CX-5 về độ rộng, trong khi nhỉnh hơn về chiều dài, chiều cao và trục cơ sở tương đương với CX-9. Các trang bị tiêu chuẩn của xe có thể gồm la răng 19 inch, đèn pha, đèn sương mù, đèn hậu dạng LED, chìa khóa thông minh, điều hòa 3 vùng tự động, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, 6 tư khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ cửa hành ngang dốc. Hiện tại Thaco chưa tiết lộ các phiên bản động cơ dành cho khách hàng, nhưng khả năng sẽ chỉ có bản máy xăng 2.5 Skytip G 4 xi lanh, công suất 192 mã lực tại 6.000 vòng trên phút, môn xoắn cực đại 257 Nm tại 3.250 vòng trên phút và đi kèm với đó là hộp số tự động 6 cấp. Với mức giá từ 1,149 tỷ đồng thì Mazda CX-8 đắt hơn bản cao cấp nhất của Honda CR-V, cũng dạng cấu hình 5+2 khoảng 57 triệu đồng. Trong khi đó thì hai phiên bản cao cấp hơn sẽ chạm tới phân khúc SUV hạng D gồm những cái tên đình đám như là Toyota Fortuner, Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport hay Hyundai Santa Fe. Mazda CX-8 sẽ được lắp ráp tại nhà máy Thaco ở Chu Lai, Quảng Nam.